thôi mà Tuyên Quang đã bắt đầu chơi trung thu rồi anh em ạ. Đó thì hôm nay là mình cho bọn trẻ con đi chơi để tiện quay cho anh em coi luôn. Đó, gửi đến toàn bộ anh em ở trên kênh YouTube Kênh Môn Tôn. Chơi trung thu trước phải đến khoảng gần 1 tháng anh em nhé. Quay buổi tối điểm này thì nó sẽ chỉ có một vài đội nhỏ lẻ của từng phường một họ rước đèn đi chơi, đi thử xe thôi anh em ạ. Phải vài hôm nữa, trời tầm một tuần nữa thì nó mới đông anh em nhé. Một tuần nữa thì chắc là khá là nhộn nhịp đấy, đi ra đường tắc đường luôn. Thì nói chung là Tuyên Quang sẽ chơi trung thu từ ngày mùng 1 hôm rằm, mùng 1 tháng 8 âm lịch cho đến 15 rằm, thậm chí là 16 vẫn còn kéo xe đi chơi anh em nhé. Thì thường là các tỉnh thành khác ở trên cả nước ấy, thì sẽ chơi trung thu vào cái khoảng ngày 14 hoặc ngày 15 hôm rằm tháng 8 đó. Nhưng mà đặc biệt là Tuyên Quang thì chơi trung thu rất là hoành tráng, kéo dài từ ngày mùng 1 cho đến ngày 15, thậm chí là 16. Có những cái đội cá biệt còn chơi đến ngày 17 luôn. Đó, anh em thấy Tuyên Quang mình nó hoành tráng không ạ? Ok, thì để ra đằng kia thì nó có đội khác thì mình sẽ quay tiếp. Đây là biển số xe của mình nhé. Đó, thì đây biển số xe của Tuyên Quang là biển 222 này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ đứng đây là mình quay cho anh em coi. Nói chung là những cái ngày này thì nó chỉ có một vài đội nó ra đường để nó diễu đi thử xe thôi anh em ạ. Đó, thì nó cũng không đông lắm. Hẹn anh em ở vài ngày hôm nữa thì nó đông hơn thì mình sẽ quay nó sẽ rất nhiều cái mô hình. Đó, thì anh em có thể thấy là khu Tuyên Quang nó rất là hoành tráng. Nó chơi từ ngày tầm tháng 7 luôn. Đó, anh em này rõ hơn. Đây là các cái mô hình. Mình nha. Đó, bây giờ mới là tháng 7 âm lịch thôi mà Tuyên Quang đã bắt đầu chơi trung thu rồi anh em ạ. Đó, đây là mô hình rồng này. Đó, đây là đường phố Tuyên Quang về đêm. Đó, mới đang là tháng 7 âm lịch tháng cô hồn nên mà Tuyên Quang bắt đầu là đi rước đèn trung thu anh em nhá. Ok, để đi ra đằng kia thì nó sẽ có nhiều những cái hết đi chơi trung thu rồi bây giờ lại đi siêu thị nhá. Nghịch vừa đây con ơi. Nói chung là để cùng cuộc sống gia đình ấy, nếu như bạn có một cái thu nhập, mức độ thu nhập ổn định rồi ấy, thì cái công việc hàng ngày các bạn làm nó đều đặn đấy. Thì buổi tối thì có thể là thời gian rảnh rỗi thì các bạn có thể là đi siêu thị mua sắm hoặc là đi chơi, nó cũng rất là vui vẻ anh em ạ.
Thì nói chung là cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì như mình ấy, thì mình cũng chỉ là một tợ rửa xe quỳ bắp thôi. Nhưng mà mình làm theo cái những cái sở thích của mình, nên cái đam mê của mình. Đó. Thì một khi mà mình đã làm theo cái sở thích, làm theo cái đam mê của mình rồi thì mình thấy cái công việc của nó sẽ rất là trôi chảy, rất là thoải mái anh em nhé. Đó. Thì qua cái clip này thì mình cũng phần nào là mình cho anh em đi trải nghiệm cái thành phố Tuyên Quang về đêm. Rồi là nhất là Trung thu năm nay anh em nhé. Đó, anh em nào ở gần gần thành phố Tuyên Quang thì có thể là lên chơi với mình. Đó, thì thay mặt kênh Tiên Bô Tôn thì có thể mời toàn bộ anh em ở trong kênh Tiên Bô Tôn có thể là đến chơi thành phố Tuyên Quang về những cái ngày lễ hội ở Tuyên Quang mình, ví dụ Trung thu năm nay. Đó, Trung thu năm nay cũng rất là lớn anh em ạ. Bây giờ mới là tháng 7, tháng cô hồn thôi mà người ta đã rước xe đi chơi rồi. Đi ra bên kia, đi sang bên kia. Hai đứa chạy vừa đó con. Chạy vừa thôi nha. Nào, mua cái gì? Ừ. Đây là con gà lớn của mình. Đó. Và đây là thằng bé. Ừ, thằng bé năm nay nhà mình đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi. Con cún nhà mình năm nay học lớp 2 rồi. Nào đi nào. Chị mua bánh này không? Đi, đi. Cái loại này thôi. Ok, nào anh em chúng ta hãy cùng nhau đi ra đây nào. Thực ra thì mình đã định cho anh em đi chơi một vòng quanh thành phố Tuyên Quang. Vợ mình đang đi lên đây thì mình nhớ ra là phải mua một số đồ cho nên là rẽ luôn vào đây. Cái khu vực này là khu vực bọn trẻ con nhà mình nó thích nhất. Lần nào đi vào đây là nó cũng để trông trẻ vài cái gì đó trong người. Đó, ông cảnh nhà mình này. À, đây ba mua cái này nha. Lần trước ba mua về bọn này uống hết của ba. Đây này, cái hộp to to ba uống. Không, hộp bé bé này thôi. Hộp to quá, uống lâu hết á. Rồi. Ừ, không ăn xúc xích đâu. Nhà có nhiều lắm. Để vào đấy đi con. Ba uống cho mình mua cái này này. Ừ, cái đấy ăn không ngon lắm đâu. Để vào đây nha. Ba mua một tè. Một tè ở đây lấy đâu ra chỗ mặt tè. Ok anh em, hẹn anh em ở cái clip tiếp theo nha.